đá Thanh Anh phong thủy là một loại đá quý rất đẹp, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Loại đá này mang lại rất nhiều giá trị, cả về cuộc sống lẫn mặt phong thủy. Nhưng đã bao giờ bạn tìm hiểu kỹ và hiểu rõ hết về loại đá đặc biệt này chưa? Đá Thạch Anh được ứng dụng như thế nào? Nguồn gốc và ý nghĩa của đá Thạch Anh là gì? Tất cả sẽ được nhà sàn Tây Nguyên giải đáp trong đoạn video hôm nay. Theo nghiên cứu, Thạch Anh là một loại đá chứa nguồn năng lượng mạnh và có khả năng tích tụ năng lượng nhanh chóng, nên được ứng dụng rất nhiều trong đời sống cũng như trong phong thủy. Đá Thạch Anh giúp ngôi nhà của bạn trở nên đẹp đẽ và gặp nhiều may mắn hơn. Đặt đá Thạch Anh trong nhà còn mang đến không khí hòa hợp trong gia đình, xua đuổi những điều xấu và cầu bình an may mắn cho những thành viên trong gia đình. Sử dụng Thạch Anh sẽ giúp ngăn chặn nguồn sát khí vào nhà, đồng thời mang lại nhiều vận may cho con đường làm ăn phát tài, phát lộc. Đặt vật phẩm Thạch Anh ở đầu giường giúp giảm stress, căng thẳng mệt mỏi, mang đến cho bạn giấc ngủ sâu và ngon hơn. Đá Thạch Anh còn làm giảm bớt các tia bức xạ do điện thoại, TV, máy tính phát ra. Sử dụng Thạch Anh làm vòng tay, nhẫn, dây chuyền, mang đến con đường tình duyên thuận lợi và sự nghiệp kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Đá Thạch Anh không chỉ mang lại những ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống, trong làm đẹp hay mang lại giá trị tinh thần, mà loại đá này còn có những ý nghĩa rất lớn về mặt phong thủy. Mỗi một màu sắc đều sẽ mang lại những tác dụng riêng. Hãy cùng khám phá ngay sau đây. Đá Thạch Anh Hồng. Thạch Anh Hồng được ứng dụng khá nhiều để chế tạo thành các loại trang sức như nhẫn, mặt dây chuyền, hoa tai, lắc tay, bởi loại đá này đem lại vẻ đẹp rất thuần khiết. Đặc biệt, màu hồng còn là màu sắc tượng trưng cho tình yêu. Sử dụng Thạch Anh Hồng mang đến sự gắn kết và yêu thương nhau trong gia đình. Nhờ có nó mà hóa giải được rất nhiều cuộc cãi vã, bất hòa của các cặp vợ chồng, cũng như mang lại giá trị rất lớn về mặt thẩm mỹ. Đá Thạch Anh Trắng. Một màu sắc khá đặc biệt trong tất cả các màu sắc của đá Thạch Anh phải kể đến là Thạch Anh Trắng. Loại đá màu trắng này đại diện cho sự trong trắng, ngây thơ và rất thuần khiết, phù hợp với tất cả các bản mệnh trong phong thủy. Sử dụng Thạch Anh Trắng sẽ giúp giấc ngủ của bạn được ngon hơn, giúp giảm căng thẳng cũng như có tác dụng bù trừ, tổng hợp các màu sắc khác, tạo sự cân bằng trong cơ thể. Đá Thạch Anh Tím. Thạch Anh Tím là loại đá có mức giá rất cao bởi nó khó tìm kiếm và rất ít, cũng như mang một vẻ đẹp rất tự nhiên thuần khiết. Sử dụng Thạch Anh Tím sẽ giúp bạn cân bằng được cảm xúc, mang lại những điều tốt đẹp cũng như giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Đá Thạch Anh Đen. Một màu sắc đại diện cho vẻ đẹp huyền bí, sắc sảo, được sử dụng rất nhiều để làm trang sức, phải kể đến là Thạch Anh Đen. Loại đá này sẽ giúp bạn xua tan đi mệt mỏi, lo âu và mang lại nguồn năng lượng tích cực, rất phù hợp với những bạn mệnh kim, mộc và thủy. Ngoài ra, đá Thạch Anh Đen còn có khả năng xua đuổi tà khí, mang đến sự may mắn, giúp hấp thụ và chuyển hóa những sóng từ bởi những thiết bị điện tử. Đá Thạch Anh Xanh. Thạch Anh Xanh còn được biết đến với cái tên Aventurine, thành phần hóa học là SiO2. Loại đá này mang lại tác dụng rất tốt về sức khỏe con người, nhất là hệ tuần hoàn và tim mạch. Bên cạnh đó, người ta còn sử dụng Thạch Anh Xanh để chẩn đoán một số bệnh liên quan đến bao tử, dạ dày. Vừa rồi là những chia sẻ của nhà sàn Tây Nguyên về những thông tin liên quan đến đá Thạch Anh phong thủy. Hy vọng đoạn video này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hơn về các loại Thạch Anh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn có thể truy cập vào trang web nhasan.com.vn hoặc liên hệ với số hotline 0903 097 626 để được tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!